anh Trương Thế Cương ở xã Thạch Hưng tham gia mô hình nuôi sen ghép tôm sú cua biển cá đối mục trên diện tích 1 hecta mặt nước, gồm 8.000 con cá, 5.000 con cua và 7 vạn tôm sú. Với sự hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh, vẫn trên diện tích nuôi tôm kém hiệu quả, anh đã mạnh dạn nuôi sen ghép tôm sú với cua biển, cá đối mục nhằm giúp vật nuôi tận dụng thức ăn, không gian ao, nhờ nuôi đúng quy trình kỹ thuật và chăm sóc tốt, cộng thêm môi trường nước đảm bảo, nên sau 2 tháng thả nuôi, ba loài thủy sản này phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 70%. Hiện nay bản thân và gia đình thì đang nuôi cái mô hình sen ghép giữa cua, cua biển, tôm sú và cả đối mục. Qua quá trình theo dõi thì phải nói rằng là cái tốc độ tăng trưởng của cả cả cái giống mà nuôi sen ghép thì nó rất là tốt so với những năm trước đây thì mình thả thì cũng là thả quảng canh nhưng mà mình thả độc một cái giống ví dụ như ao mình thả chắc tôm hoặc là chắc cua thì cái hiệu quả kinh tế là thấp và quả trình nuôi thì mình vừa nuôi mình thử nghiệm thì cũng là một trong những cái là tình cơ thì mình sen ghép giữa cái tôm sú và cái cả đối mục thì đã thấy cái, cái hiệu quả kinh tế là khá rõ thành phủ đầu tư thực hiện mô hình nuôi sen ghép tôm sú của biển và cả đối mục thì chúng tôi cũng trước khi làm ra là đây để đi kiểm tra các yếu tố môi trường rồi là hệ thống áo hồ đảm bảo và chọn những cái đối tượng là nó có tính là hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình nuôi à, là ba đối tượng tôm cua cá là có thể nuôi xen ghép được trên à, một cái áo hô là nó có tính ăn là nó hỗ trợ để là à, cho nhau trong cái quá trình sinh trưởng và phát triển việc nuôi sen ghép trong hệ thống ao nuôi cần lưu ý đến nhiều yếu tố, trong đó chú trọng công tác xử lý đáy ao bằng vôi, nguồn nước phải đảm bảo, tạo oxy thích hợp. Các chỉ số kỹ thuật phù hợp nhất gồm nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ mặn 10 đến 20 phần nghìn, oxy hòa tan 5 đến 7 mg trên lít, pH nước từ 7,2 đến 8,5, độ kiềm từ 80 đến 120 mg trên lít. Để đảm bảo an toàn thì trước khi thả nuôi, các loại giống phải có nguồn gốc rõ ràng, kích thước đồng đều và không mắc bệnh. Nuôi sen ghép tùy theo giai đoạn phát triển của tôm, cua, cá trong ao có thể kết hợp hai loại thức ăn. Đối với cá đối mục thì sử dụng thức ăn công nghiệp viên nổi để cho ăn. Ngày 1 đến 2 lần, lượng thức ăn lần 2 chiếm 2 phần 3 lượng thức ăn lần 1. Do cá đối mục là loại ăn tạp nên phải tiến hành cho ăn trước lúc cho tôm, cua ăn. Giai đoạn đầu khẩu phần ăn chiếm 5 đến 10% trọng lượng tổng đàn nuôi, sau đó thức ăn trong ngày chiếm 2 đến 5% trọng lượng tổng đàn nuôi. Thức ăn được bố trí ở những vị trí cố định trong ao, thường xuyên theo dõi, định kỳ kiểm tra để điều chỉnh thức ăn phù hợp, tránh cho ăn quá no, vừa lãng phí, vừa làm ô nhiễm nước, dễ xuất hiện bệnh. Ngày từ đầu vù là đã à, nhắc nhở hội dân là luôn là quản lý chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. ngay từ đâu? và thường xuyên định kỳ là bón bổ sung các cái loài vối đô lốp mịt để ổn định cây hạt rồi là ổn định mau nước rồi là dùng các cái chế phẩm sinh học để là cải tạo đáy để xử lý đáy để khỏi vạch khí độc rồi là trong quá trình nuôi thì thường xuyên bổ sung các cái vitamin khoáng chất vào thức ăn để cho tăng đồ đàm và tăng sức đề kháng rồi là làm chắc cơ cho các cái con vật nuôi để đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật trên vùng đất nuôi tôm kém hiệu quả tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, mô hình nuôi sen ghép nhiều đối tượng trong ao bước đầu cho thấy sự phù hợp. Mô hình đã tạo sự cân bằng sinh thái, hạn chế ô nhiễm trong quá trình nuôi tôm, giảm dịch bệnh, tăng sản lượng thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nghề nuôi tôm theo hướng ổn định và mang tính bền vững. Thời gian qua thì thành phố đã tập trung tuyên truyền vận động và đưa vào À, triển khai à, một số cái mô hình à, nuôi trồng thủy sản à, theo à, những cái phương thức mới để tận dụng cái lợi thế về à, à, mặt nước à, có diện tích à, áo hồ trên địa bàn à, một số cái mô hình giống như là nuôi sen ghép à, các đối tượng thủy sản hay là nuôi cua đồng sinh sản thì à, những cái cách làm mới cách nuôi trồng mới này đã được đâu cho cái huy cái hiệu quả và mang lại cái giá trị thu nhập à, trên trên diện tích cao hơn cho người dân. Mặc dù mô hình mới triển khai, tuy nhiên quá trình nuôi cho thấy mức độ tăng trưởng nhanh của các loại cá tôm cua để mang lại hiệu quả như mong muốn, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi trên địa bàn. Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh khuyến cáo người nuôi cần chú ý các khâu như chọn nguồn giống chất lượng, cải tạo ao nuôi bằng chế phẩm sinh học và tuân thủ tuyệt đối các quy trình kỹ thuật nhằm tạo môi trường nuôi thuận lợi. Ngoài ra, người nuôi cần chú trọng tạo nguồn oxy, bổ sung nguồn thức ăn thích hợp, đảm bảo độ đạm giúp các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt. Với chi phí không cao, kỹ thuật không quá phức tạp trong khi việc tiêu thụ lại thuận lợi cá đối mục, tôm sú hay cua biển được xem là đối tượng nuôi mới nhiều triển vọng cho những người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.